Kính thưa Thánh của Chúa, hôm nay chúng ta cùng với nhau để ca ngợi, cảm tạ và cầu thay cho công việc Chúa mà Ngài ban cho chúng ta. Cảm ơn Chúa vì giáo khu Tây Lắc được nhóm lại để thông công, dầu có rất nhiều điều ngăn trở mà Chúa đã giải tỏa hết cho anh em. Anh em mừng lắm và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho anh em để sự thông công đó mang lại sức mạnh cho anh em hầu việc Ngài. Chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì cũng có những con dân Chúa tin Chúa. Đây là Hội Thánh chưa có. Hội Thánh chưa có là cái nơi mà Ban Thiếu Nhi của Hội Thánh Phú Nhuận đã dâng hiến để góp phần trong công việc mở mang Hội Thánh chưa có. Bây giờ có thêm người tin Ngài. Cảm ơn Chúa. Ở Nam Đắk Lắk cũng có người tin theo Chúa. Và xin cầu nguyện để công tác truyền giáo của Nam Đắk Lắk càng ngày càng kết quả hơn cho Chúa. Cũng cảm ơn Ngài vì anh em trong đoàn truyền giáo Tam Phú, một hội thánh của Chúa Phú Nhuận của chúng ta đã cộng tác suốt thời gian qua và vẫn đang tiếp tục cộng tác. Thì họ đã, bởi ơn của Chúa, họ truyền giáo theo phương thức bà con thân thuộc. Và hiện nay thì điều đó đã mang lại kết quả rất nhiều cho họ. Và mong rằng những ngày tới thì họ sẽ có thêm hội thánh ở những khu vực xung quanh họ. Và nguyện Ngài giúp đỡ chuyến nơi đó đã trở thành như là một nhóm tế bào, thì lần sẽ biến thành hội thánh của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì chương trình cứu trợ vẫn tiếp tục. Anh em vẫn gửi hình ảnh về liên tục. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì cỡ anh em đã gửi quà từ Bắc chí Nam. Đây là anh em Hờ Mông ở phía Bắc. Và chúng ta biết anh em ở ngoài đó thì rừng núi, cho nên nhiều gia đình cũng rất là nghèo khổ. Và Chúa ban cho họ được điều nào thì chúng ta vui với họ điều đó. Và phía Nam cũng vậy, vẫn tiếp tục để lo lắng cho anh chị em. Và những cảnh nhà hết sức là đơn sơ đã cảm động lòng của mỗi chúng ta. Xin Chúa cho chúng ta cứ tiếp tục để cầu nguyện cho họ, tiếp trợ cho họ. Và ở trên đó thì có rất nhiều gia đình thì người nữ không phải là quả phụ, nhưng mà cuối cùng cũng giống như vậy, là vì cớ các con đi hết rồi, chồng cũng đi làm ăn xa, họ ở nhà hiu quạnh và cần được sự cầu nguyện của chúng ta. Và cảm ơn Ngài vì cớ anh em ở tại làng Phong cũng giúp đỡ cho những người lo người nghèo thiếu ở dưới họ. Và tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì có những gia đình thì tôi nhìn vào căn nhà của họ không có gì hết, hai mẹ con ngồi cô đơn. Và nhìn bức hình như vậy, tôi chỉ thưa với Chúa rằng chỉ có Chúa mới an ủi họ được mà thôi. Còn món quà của chúng ta thì nhỏ quá, nhưng mà điều đó cũng nói lên được lòng của chúng ta yêu thương anh em mình. Và anh em thấy cái người đàn ông ở bên trái đó, bên phải đó, thì cánh tay bị hư. Và anh được món quà nhiều hơn một chút so với người khác. Và tôi rất là mừng vì anh em đã lo được như vậy. Và chúng ta đã nhờ ơn Chúa để chia ra hai phần. Một cái phần đói và một phần cận đói. Phần đói thì được quà nhiều hơn vì họ đã phải mượn gạo của người khác để sinh sống rồi. Bây giờ thì gấp cho họ gấp đôi, lúc gấp ba, để họ có thể dùng gạo đó trả lại cho những người họ đã mượn. Rồi sau đó thì còn một số để sinh sống. Và thưa anh em, khi thấy những món quà này đến tay họ thì lòng tôi cảm ơn Chúa. Cảm ơn Đức Chúa Trời đã cảm động lòng các ân nhân để lo. Và thưa anh em, tôi hỏi ông mục sư Diếp Lức là tại sao những món quà này lớn hơn. Thì ông mục sư nói với tôi là những người này đó, họ không có đất, và thời gian vừa qua khô lá hết, và họ đã phải đi lượm phân bò để bán sinh sống. Cháu bé ở bên tay phải đó thì ba mẹ đi chặt le, tức là tre nhỏ đó để bán.
và để cháu lại ở nhà với mấy chị em, và cháu cần được nhiều gạo hơn vì không có ai trong nhà để lo. Những người nữ này cũng vậy, đây là những người họ phải lượm phân bò đó. Và tôi hoan nghênh anh em đã lo cho họ món quà lớn hơn người khác, vì họ được cần được giúp đỡ nhiều hơn. Và những điều này làm cho lòng chúng ta hết sức là cảm xúc và tiếp tục cầu nguyện, để rồi chúng ta sẽ có thêm những đợt mới lo lắng cho anh chị em mình. Và hình bên trái đó là cái cháu đó bị mù, cũng bị tàn tật luôn. Cha mẹ đã qua đời rồi, cháu sống với anh chị. Và tôi hoan nghênh anh chị em đã đem gạo đến cho gia đình này, vì chính cháu này là cháu cần được giúp đỡ nhất. Bên phải là một người phong, và tôi cảm ơn Chúa vì anh em đã đem gạo đến với người phong. Họ đâu có làm gì được đâu, họ cũng bị xa lánh kỳ thị, chùa thánh mình lo được những người đó thì đó là niềm vui của chúng ta. Cảm ơn Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cháu Cờ Sô Hát bị rắn cắn đã lành bệnh. Cảm ơn Chúa vì lòng yêu thương của quân dân Chúa bày tỏ trong tang lễ của bà ngoại cháu Phước An đã cảm động lòng gia đình họ. Gia đình họ chưa tin Chúa và họ hứa với tôi là họ sẽ đến thăm chúng ta để cảm ơn. Cảm ơn Chúa vì lớp thứ kinh hè của thiếu nhi Hồ Thánh từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 6 năm 2024 mà quý vị đã thấy các cháu ở trước mặt mình. Xin cùng với lớp cao học thần học trong 2 tuần sau. Xin cùng với thầy Cơ Sô Y Tông đang bị đau bụng, chưa biết lý do gì. Xin cùng với trường đại Iber Akron bị ung thư dạ dày. Xin cùng với ba của thầy Phạm Công Duy bị ung thư thực quản. Xin cùng với bà mục sư Trung, bà Hòa, bà Hoa, bà Ti và bố vợ của mục sư em trước Nguyễn Thế Bảo đi lại khó khăn do thấp khớp hoặc là do những bệnh khác. Xin nhớ cầu nguyện cho anh em ta ở tại miền núi của tỉnh Nghệ An, Tương Dương, Quế Phong, Kỳ Sơn. Đó là người Hờ Mông, người Thái, người Khơ Mú, để anh em được nhóm lại theo chính sách của nhà nước. Và câu kinh thánh của chúng ta trong tuần này ở trong Thi Thiên đoạn 105 câu 7 câu 8: Ngài là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, sự đoán xét Ngài ở khắp trái đất. Ngài nhớ đến sự hứa ước Ngài luôn luôn, hồi tưởng lời phán dặn Ngài cho đến ngàn đời. Cảm ơn Ngài, Ngài không bỏ, Ngài sẽ lo. Sự công chính Ngài sẽ được bày tỏ cho hội thánh của Ngài, cho dân sự của Chúa. Chúng ta tin cậy Ngài để tiếp tục cùng vị cho anh em ta đang gặp khó khăn, nhất là anh em ta ở Kỳ Sơn, ở Quế Phong, ở Tương Dương. Cảm ơn Chúa. Kính mời Thánh đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Là Chúa yêu dấu của con cảm ơn Ngài vì Ngài yêu thương chúng con vô cùng. Và cảm ơn Ngài vì anh em con ở các giáo khu của tỉnh Đắk Lắc, giáo hạt Nam Lắc được nhóm lại thờ phượng Ngài. Con cảm ơn Ngài vì có thêm người tin Chúa ở khu vực Tam Phú cũng như ở Nam Đắk Lắc. Và xin Ngài cho anh em con đã tin Ngài vững vàng bước tin với Chúa cho đến cùng. Con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì hội thánh chưa có mà ban thiếu nhi hội thánh Phú Nhuận đã lo, ban bây giờ bắt đầu tiếp tục phát triển. Và xin Ngài cho anh em con cứ vững vàng để hội thánh chưa có càng ngày càng mạnh mẽ. Con cảm ơn Ngài. Lạy Cha, con cùng với Chúa xin Ngài cho món quà đến tay anh em con, thì Chúa sẽ ban phước để món quà đó không phải chỉ là nuôi sống họ, nhưng họ cũng nhìn biết Chúa là đấng yêu thương, họ sẽ hết lòng yêu mến Ngài, thờ phượng Ngài để danh Chúa được vinh hiển. Con cảm ơn Cha. Con cảm ơn Chúa rất nhiều vì quà đến với những người tật bệnh, những người nghèo khổ, nhất là những người bị phong. Ngài an ủi anh em con và cho họ thấy rằng hội thánh không bỏ họ, mà chúng con cố gắng hết sức để lo cho những người hết sức là khốn khổ này. Lạy Cha, cảm tạ Ngài vì cháu Cờ Sô Hát đã lành bệnh như điều mà chúng con hết lòng cầu nguyện. Xin Ngài giúp đỡ cho
gia đình của cha Phước An sẽ biết về Chúa và tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Ngài ban phước lớp thính kinh hè của các thiếu nhi để lớp càng ngày càng phước hạnh trong ơn của Chúa. Ngài ban phước lớp cả học thần học trong 2 tuần sau. Và cầu nguyện cho anh chị em con đang bị bệnh. Thầy Cơ Sở Y Tông, ông Abu Akron, ba của thầy Phạm Công Duy, cầu nguyện cho bà Mục Sư Trung, bà Hòa, bà Hoa, bà Ti, bố vợ của Mục Sư Nhiệm Chức Nguyễn Thế Bảo. Cầu nguyện cho anh em con ở Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong. Hỡi Cha, xin Ngài rất yêu thương, Ngài lo lắng cho anh em con theo lòng nhân từ của Ngài. Dù anh em con vẫn chưa được nhóm lại thờ phượng Ngài theo quy định của nhà nước, thì cho anh em con vẫn giữ vững đức tin, được an ủi từ nơi Ngài. Trong thinh lặng của đời sống họ, họ vẫn một lòng hướng về Chúa, kêu cầu Ngài, nguyện danh Chúa được vinh hiển qua đời sống họ. Con cảm ơn Cha. Con kính cẩn dâng tất cả mọi sự Chúa và lời ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời Thánh ngồi.